À, thì trước khi trình bày bài thì Nguyên cũng xin phép các anh chị, là vì đây là cái gọi là cái course, cái webinar đầu tiên được chuẩn khóa IELTS, cho nên trong cái bài này Nguyên sẽ trình bày bằng tiếng Anh. Tất nhiên là những cái lời Nguyên vẫn nói tiếng Việt, nhưng mà những cái từ ngữ trên đây thì là tiếng Anh, tại vì nó cũng đa số là hình ảnh. Và Nguyên sẽ gửi cho quý đồng nghiệp cái bài mà bằng tiếng Việt sau cái hội thảo ha. Còn cái lúc trình bày thì Nguyên xin phép được dùng cái slide tiếng Anh. Thì chúng ta biết rằng cái siêu âm được ứng dụng trong cái y khoa đầu tiên vào năm 1956 bởi bác sĩ Ian Donald, là một bác sĩ sản khoa, và kết hợp với kỹ sư Tom Brown, thì hai người này đã chế tạo ra một cái máy siêu âm. Thì các anh chị thấy cái máy siêu âm sơ khởi nhìn nó rất là bự, và nó rất là có vẻ rất là cổ kính ha. Thì cho mãi đến năm 1970 thì siêu âm mới bắt đầu được ứng dụng trên thế giới, lan ra khỏi, tức là ra khỏi nước Anh và đến thế giới. Thì sau hơn 50 năm thì chúng ta thấy rằng trong cái thực hành, đặc biệt là trong cái thực hành y khoa thực hành hiện nay của chúng ta, tất cả mọi lĩnh vực, thì chúng ta thấy là không có thể mà thiếu được cái siêu âm, đúng không ạ? Nó giống như là một cái cánh tay phải, một cái con mắt thứ ba của cái người bác sĩ. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái siêu âm nó đã có những cái bước tiến rất là ngoạn mục, từ những cái hình ảnh sơ khai ban đầu là những cái hình ảnh 2D và cái chất lượng không cao. Thì chúng ta thấy hiện nay những cái công nghệ máy móc siêu âm 3D, rồi những cái đầu dò micro convex, hoặc là những cái siêu âm tiếp cận ngã âm đạo, nó đã cho ra những cái hình ảnh rất là nét, rất là thực, để giúp cho chúng ta làm tốt hơn trong cái việc chẩn đoán hiện nay, đó là trong cái việc chẩn đoán những cái bất thường về rối loạn tăng trưởng, sàng lọc những cái dị tật thai, cũng như ứng dụng trong cái việc những cái liệu pháp can thiệp của thai, tức là dưới hướng dẫn của siêu âm. Vậy thì chúng ta thấy mặc dù đã hơn 50 năm phát triển và đã có những cái tiến bộ rất mới, nhưng mà vẫn có những cái sự khác biệt rất lớn giữa những cái đất nước. Ví dụ những cái nước đã phát triển, chúng ta thấy những cái máy móc rất là hiện đại, trong khi những cái nước cùng kém phát triển hơn thì chúng ta những cái máy móc vẫn còn cũ kỹ. Vậy thì đâu là cái chất lượng, làm sao để cho cái việc siêu âm chúng ta nó mang một cái tính chuẩn mực trên toàn cầu? Chính vì vậy mà Hiệp hội Siêu âm sản phụ khoa thế giới ISO năm 2011 đã ra một cái gọi là cái guideline về cái hướng dẫn thực hành siêu âm quý 2, rồi những cái thực hành về siêu âm năm 2013 thì có hướng dẫn về siêu âm tim, và gần đây năm 2020 và 2021 thì có những cái khuyến cáo về siêu âm hệ thần kinh trung ương, cũng như là những cái khuyến âm đánh giá về cái sự tăng trưởng của thai nhi. Thì cái bài trình bày của Nguyên cũng sẽ dựa trên chủ yếu những cái guideline này. Vậy thì với một cái siêu âm hình thái học quý 2, mục đích của chúng ta là cái gì? Đơn giản, đầu tiên chúng ta phải xác định đây là một cái thai đang sống. Cái thứ hai là cái số lượng thai. Trong những cái trường hợp đa thai thì chúng ta phải xác định số bánh nhau. Chúng ta phải xác định tuổi thai, kích thước thai, và làm một cái hình thái học cơ bản. Chúng ta sẽ đánh giá vị trí nhau cũng như là lượng nước ối. Và cái thời điểm theo ISO khuyến cáo để chúng ta làm một cái hình thái học thai quý 2 tốt, đó là trong khoảng 18 đến 22 tuần. Thì đầu tiên, trước khi chúng ta cầm cái đầu dò lên để chúng ta bắt đầu khảo sát hình thái em bé, đầu chi như thế nào, tim bụng như thế nào, thì cái điều rất quan trọng là các anh chị phải nhận diện được em bé đang nằm trong bụng mẹ ở cái tư thế nào. Thì các anh chị có thể thấy đơn cử, đây là 8 cái hình ảnh mà em bé có thể nằm ở trong bụng mẹ. Ví dụ đây là nằm ngôi mông với cái lưng ở phía bên phải người mẹ, hoặc đây là ngôi mông với cái lưng ở bên bên trái người mẹ. Có nghĩa là chúng ta phải xác định được em bé đang nằm ở tư thế nào, ở nằm một cái kiểu thế như thế nào trong bụng người mẹ. Tại sao mục đích chúng ta phải làm như vậy? Chúng ta làm như vậy để vì chúng ta cần biết là em bé ở cái phía này, là ví dụ như chúng ta đang thực hiện mặt cắt ngang bụng em bé, thì chúng ta phải biết nửa này, đây là cái nửa trên của bên phải của em bé. Ở đây nếu em bé đang tư thế này thì nửa trên là tư thế bên trái của em bé, tại vì nó có những cái xác định, những cái gọi là cái situs solitude của em bé, để biết là em bé có bình thường hay em bé có những cái nguy cơ, mà đặc biệt là dị tật tim. Vậy thì chúng ta làm sao để xác định được cái vị thế của em bé? Chúng ta sẽ dựa trên cái đầu và cái cột sống của em bé. Chúng ta đặt đầu dò ngay cái vùng bụng, vùng trên xương vệ, thì chúng ta xác định đây là ngôi đầu. Sau đó chúng ta sẽ xác định cái cột sống nó nằm phía bên đây hay bên đây. Ví dụ chúng ta thấy lên một em bé cột đầu nằm dưới, cột sống nằm phía bên đây, thì chúng ta biết rằng đây là cái tư thế của em bé dựa trên cái đầu và cái
cột sống. Như vậy chúng ta sẽ biết rằng cái nửa trên của em bé này là nửa bên trái và cái nửa dưới là nửa em phải. Như vậy khi chúng ta thực hiện trên siêu âm, chúng ta cắt đầu tiên là ngay vùng bệ, chúng ta thấy đầu thì chúng ta biết chắc chắn đây là nửa trên là nửa trái của em bé. Như vậy chúng ta sẽ phải thấy dạ dày nằm bên trái và tim trục bên trái và ở dưới là bên phải. Tương tự như vậy, ví dụ đây chúng ta thấy là một cái ca ngôi đầu nhưng mà cái cột sống nó là nằm phía bên trái của người mẹ. Như vậy chúng ta hiểu rằng nửa trên này của em bé là bên phải. Vậy thì khi chúng ta thực hiện siêu âm thì chúng ta phải hiểu rằng cái nửa trên này là nửa phải của em bé và giữa nửa này là nửa trái của em bé. Vậy thì khi chúng ta thực hiện cái mặt cắt, chúng ta sẽ thấy dạ dày và tim trục bên trái. Vì cái xác định cái trục của thai nó rất là quan trọng. Ví dụ đây là một cái trường hợp mà chúng ta sẽ dựa trên luôn luôn xác định cái size tết của em bé từ cái tầng bụng sau đó lên tầng ngực. Thì trên cái mặt cắt ngăn bụng, sau khi chúng ta đã xác định trái ở đây, phải đây, thì chúng ta sẽ cắt ngăn bụng, chúng ta thấy cái dạ dày nó nằm bên trái. Cái đường giữa này chúng ta làm thực hiện một cái mặt cắt dọc từ nối từ đường kính trước sau. Đây là có nghĩa đây cột sống và đây là phía trước. Thì chúng ta phải thấy rằng cái động mạch chủ nó sẽ nằm ở trước cột sống và bên trái. Tĩnh mạch chủ dưới nó sẽ nằm trước cột sống bên phải. Và đây là cái tĩnh mạch rốn nó đi vô trong gan và nó sẽ cong cái hướng về bên phải. Nằm qua đây là cái xoang tĩnh mạch cửa. Thì sau đó chúng ta lên tầng ngực. Thì sau khi cũng dựa trên cái thế của em bé để xác định được đây là trái, đây là phải, thì cái trục tim là một cái rất là quan trọng vì trục tim nó sẽ liên quan đến dị tật tim. Cho nên chúng ta cũng xác định trục tim dựa trên cái đường nối từ đây là xương cột sống và đây ra ức. Thì chúng ta thấy cái trục tim có nghĩa là cái trục mà đi qua vách liên thất và vách liên nhĩ thì nó sẽ tạo một cái góc 45 độ cộng trừ 20 độ và nó xoay qua bên trái. Thì như vậy chúng ta biết đây là một cái trường hợp mà cytosolitis có nghĩa là bình thường. Thì như các anh chị thấy, cái việc mà nhận diện coi em bé có nằm cytosolitis hay là bị đảo ngược qua bên phải hoặc là dạ dày với tim nằm ngược hướng nhau, thì chúng ta thấy rằng đối với cái gọi là cytosis ambiguous, tức là dạ dày và tim nó hai cái nó nằm ngược nhau, thì chúng ta sẽ thấy cái tần suất dị tật nó rất là cao. Cho nên cái việc mà xác định cái cytosis của em bé là một cái rất là khá là đơn giản, chúng ta dễ thực hiện, nhưng mà chúng ta có thể gợi ý được những cái dị tật của thai. Đây là một trường hợp sau khi chúng ta xác định trái phải thì chúng ta thấy rằng đây là trái của em bé, bên phải của em bé. Và chúng ta thấy rằng cái dạ tim thì quay trục bên trái nhưng mà dạ dày thì bên phải, hoặc là bên đây thì chúng ta xác định trái phải, chúng thấy dạ dày bên trái nhưng mà tim xoay bên phải, có nghĩa là nó đã ngược nhau. Và đây là một cái trường hợp nó sẽ có dị tật tim. Chúng ta không có cần, có thể chúng ta ở cái mức cơ bản chúng ta chưa có thể phát hiện được nó là dị tật tim là gì, nhưng mà chúng ta thấy cái bất thường trong cái vị thế của tim và dạ dày thì chúng ta biết đây là một cái ca mà có thể lên đến 90% dị tật tim, để chúng ta có thể hội chẩn cái chuyên gia coi tiền sản hoặc là hội chẩn tuyến trên. Rồi cái vấn đề thứ hai, khi các anh chị tiếp cận cái thai là các anh chị phải đo đạt sinh trắc học. Thì chúng ta đã quen thuộc với cái việc đo chu vi đầu, kích thước lưỡng đỉnh xương đùi và chu vi bụng. Thì các anh chị nhớ rằng cái việc đo đạt nó cũng rất là quan trọng. Chúng ta cần thực hiện những cái mặt cắt thật là chuẩn. Ví dụ như là mặt cắt đo đường kính lưỡng đỉnh là mặt cắt ngang đồi thị như thế nào. Chúng ta làm mặt cắt ngang xương đùi, chúng ta đặt cái vị trí con trỏ như thế nào. Hoặc chúng ta đặt cái chu vi bụng, chúng ta sẽ phủ ra ngoài da. Chu vi đầu chúng ta sẽ phủ ra ngoài da. Vì nếu chúng ta không có đặt đúng vị trí thì chúng ta sẽ dẫn đến chẩn đoán sai. Ví dụ chúng ta sẽ nói đầu em bé bị nhỏ, chân em bé bị ngắn, hoặc là em bé bị chậm tăng trưởng trong tử cung vì do cái bụng nhỏ. Nhưng mà thật sự là do chúng ta đặt cái vị trí sai. Cái thứ hai là chúng ta phải dùng những cái bản chuẩn được khuyến cáo. Tại vì khi chúng ta đo đạt đúng mà chúng ta dùng cái bản chuẩn không đúng thì chúng ta có thể là em bé bình thường. Các anh chị như thấy hay thấy là ở Việt Nam mình là hay dùng cái bảng của hạt lóc, thì cái xương đùi em bé 3 tháng cuối là nó hay bị rơi xuống những cái chuẩn dưới lắm, cho nên rất là bị cái chẩn đoán cái chân đùi ngắn rất là nhiều. Và sau khi chúng ta dùng cái số đo chuẩn thì chúng ta sẽ ước lượng cái cân nặng thai nhi. Thì chúng ta cũng cần lưu ý rằng cái việc ước lượng cân nặng thai nhi trên siêu âm nó chỉ là ước lượng và nó sai số đến 10-15%. Cho nên các anh chị sẽ thấy rằng mình sẽ phải lưu ý cái việc chính xác trong cái việc ước lượng cân nặng, ngay cả khi chúng ta đã đo chuẩn nhưng mà cái công thức nó vẫn có những cái sai lệch. Và cái việc mà ở quý 2 chúng ta đo đạt để xác định cái công thức, để xác định cái cân nặng như vậy nhằm mục đích chúng ta sẽ nhận diện ra được những cái thai có kích thước nhỏ từ quý 2. Thì lưu ý với các anh chị một cái điều là khi các anh chị trước khi các anh chị làm thì các anh chị cần phải nhập cái ngày dự sinh đúng, thì để
máy nó mới hiểu được rằng ví dụ đây là một cái dự xanh theo cái siêu âm quý 1 theo khuyến cáo của ISUS, cái khuyến cáo mới về cái siêu âm đánh giá sự tăng trưởng và sinh trắc học của thai, thì khuyến cáo rằng cái dự xanh chính xác nhất là trong khoảng 8 đến 13 tuần 6 ngày. Đó. Có nghĩa là ở cái thời điểm sớm hơn, có thể là cái thời điểm sớm hơn, nhưng mà tối thiểu là cái phôi phải 10 mm thì các anh chị có thể dự sanh theo cái siêu âm sớm. Và sau khi có cái dự sanh theo quý 1 thì đây là cái dự sanh chính xác nhất. Và khi ở thời điểm quý 2 hay quý 3, trước khi mình cầm cái đầu dò lên thì mình sẽ nhập những cái thông tin của thai phụ mà trong đó cái ngày dự sinh là theo quý 1, thì cái máy nó sẽ hiểu rằng à đây là một cái thai theo dự sanh ví dụ 4 tháng 9 năm 2020, thì như vậy nó là 19 tuần 3 ngày, và cái số đo của thai nó sẽ nằm ở trong cái bát phân vị nào so với cái tuổi thai này. Thì như vậy chúng ta mới biết rằng cái số đo này nó nằm trong giới hạn bình thường hay là nó bị nhỏ hay là lớn hơn bình thường. Do đó cái việc mà trước khi mình làm số âm thì mình phải xác định thật chính xác cái ngày dự sanh theo siêu âm quý 1 và sau đó mình nhập vào máy. Bây giờ mình sẽ vào cái mục đích chính của cái việc mà tiếp cận số âm hình thái học bằng 20 mặt cắt. Thì cái mục tiêu của cái việc số âm tiếp cận 20 mặt cắt này là gì? Đầu tiên chúng ta phải biết cách thực hiện 20 cái mặt cắt như thế nào một cách chuẩn mực. Thứ hai là sau khi chúng ta thực hiện rồi thì chúng ta phải nhìn quen thuộc, phải nhận diện ra được những cái cấu trúc như thế nào gọi là bình thường trong một cái cấu của mỗi cái mặt cắt đó. Thì sau khi chúng ta đã quen thuộc với những cái hình ảnh bình thường trên mỗi mặt cắt, ví dụ khi cái mặt cắt ngang đầu thì chúng ta thấy cái gì, ví dụ mặt cắt ngang bụng chúng ta thấy cái dạ dày ở vị trí này, cái tĩnh mạch rốn nó cong về bên phải, nó hướng về bên kia, thì có nghĩa khi chúng ta nhìn quen với những cái hình ảnh bình thường thì tự nhiên nó có cái hình ảnh bất thường thì chúng ta biết càng như vậy là nó bất thường. Sao cái dạ dày không nằm bên trái mà cái dạ dày qua bên phải? Mình quen với cái cấu trúc ví dụ như là cái hố sau bình thường nó phải vậy, tự nhiên bây giờ hố sau nó hình lỗ chìa khóa, như vậy chúng ta biết ngay là gì, nó không phải là bình thường. Thì như vậy ở cái số âm, ở cái gọi là số âm basic của cái khai sụp, họ nói là các anh chị chỉ quen thuộc với những cái hình ảnh bình thường, như vậy các anh chị sẽ nhận ra được những cái bất thường, các anh chị không nhất thiết phải chẩn đoán chính xác nó là cái bất thường gì. Vậy thì Nguyên sẽ đi vào 20 cái mặt cắt theo trình tự ha. Theo trình tự thì đầu tiên mình sẽ tiếp cận từ đầu, có nghĩa là từ cái cột sống, sau đó mình sẽ xuống cái đầu, mình đi xuống cái ngực, mình đi xuống cái bụng, chậu, chi, và cuối cùng mình lại quay lên cái mặt. Thì đó là theo cái trình tự 20 mặt cắt. Thì đầu tiên là mình sẽ khảo sát cột sống ha. Thì các anh chị có cần theo ISO kháo cáo thì các anh chị phải thực hiện mặt cắt dọc, đi dọc suốt từ trên xuống dưới đến cái vùng xương cùng cột, và các anh chị thực hiện mặt cắt coronal và các anh chị sẽ thực hiện mặt cắt axial. Từ trên xuống dưới thì các anh chị cũng sẽ thấy cái hình dạng những cái hóa vôi hai bên và những cái hóa vôi của thân sống nó sẽ khác nhau ở mỗi cái vị trí. Thì khi các anh chị khảo sát mặt cắt dọc giữa thì các anh chị có thể thấy rằng các anh chị cần đánh giá rất quan trọng, đó là cái sự liên tục của cái da, cái vùng xương, vùng sau lưng, vì nó sẽ có những cái bất thường, ví dụ như những cái chẻ đôi đốt sống thể hở thì mình sẽ thấy nó khuyết, nó mất liên tục, nó có cái khối, hoặc là những cái thuốc đông xẻ kính thì mình cũng có thể thấy cái hình ảnh cái da nó bị dày lên. Và một cái nữa đối với những cái máy khá là chuẩn á, thì chúng ta có thể thấy bên trong cái chóp tủy, vì đây là một cái mốc cũng khá quan trọng khi các anh chị để phát hiện những cái tật mà ví dụ như là chẻ đôi đốt sống thể kính, khi mà chúng ta không có những cái dấu hiệu trên đầu hoặc trên ngực. Cho nên đối với cái mặt cắt dọc giữa thì các anh chị cần lưu ý hai cái, đó là cái sự ngoài cái sự hiện diện của những cái đốt sống liên tục không bị biến mất liên tục từng cặp, và các anh chị phải đánh giá cái lớp da, đây là một cái dấu nguy hiểm rất là quan trọng khi các anh chị phát hiện những cái tật chẻ đôi đốt sống, và thứ hai là cái chóp tủy bên trong. Thì ví dụ đơn cử một số cái bất thường, ví dụ đây là một cái chẻ đôi đốt sống thể kính, thì các anh chị sẽ thấy là cái da nó phủ ngoài nó rất khá là dài, đây là những cái trường hợp chẻ đôi đốt sống thể kính ha. Đây là một cái khối thoát vị rất lớn, và đây là một cái chẻ đôi đốt sống thể hở. Cho nên khi các anh chị cắt dọc cột sống thì các anh chị đã có thể nhìn phát hiện những cái bất thường như vậy. Hoặc trên cái mặt cắt coronal, tại sao các anh chị nói người ta vẫn nhấn mạnh các anh chị cần phải coi những cái mặt cắt coronal, vì anh chị sẽ thấy có những cái bất thường mà gọi là thân sống hình bán nguyệt, hoặc là những cái khuyết nửa thân đốt sống đó, thì các anh chị thấy trên đây các anh chị sẽ thấy hình ảnh những cái đốt sống, đây là nó bị một cái diện rất là rộng. Cho nên cái hình ảnh quen thuộc với những cái hình ảnh cái cặp đôi song song đi đều nhau thì khi mình nhìn như vậy là mình biết nó có bất thường. Rồi các anh chị nhớ lưu ý là khi cột sống các anh chị cũng phải đi tận cùng tới cái xương cùng cột, ví dụ đây là một cái búi khoái cùng cột ha, nó khác với cái hình ảnh chẻ đôi đốt sống là vì các anh chị thấy đây là cái nó nằm gần như cái da nó liên tục, và các anh chị sẽ thấy đây là cái sống này nó không có bị khuyết xương ha, nó vẫn hội tụ ngay cái vùng cùng cột đó, trên mặt các coronal các anh chị cũng thấy rất là rõ.
những cái số sóng nó hiện diện và nó hội tụ lại với nhau, thì đây là một cái ca bị bú quái vùng cùng cục. Bây giờ mình sẽ đi lên trên, đầu tiên là những cái mặt cắt trên đầu. Thì các anh chị đã rất là quen thuộc với ba cái mặt cắt trên đầu, nhưng chỉ nhắc lại một chút xíu thôi. Thì các anh chị sẽ thấy đầu tiên là những cái mặt cắt ngang của não thất là cái mặt cắt đầu tiên. Các anh chị đi từ trên đỉnh đầu đi xuống ha. Thì trên cái mặt cắt ngang não thất, các anh chị cần thấy những cái gì? Các anh chị sẽ thấy đây là hai cái sừng trán của não thất bên. Nó cái hình dấu phẩy và bên trong nó chứa cái dịch não tủy ha, và nó được tách ra ở giữa này là hộp vách trong suốt. Đây là một cái cấu trúc rất là quan trọng, mình phải luôn luôn nhìn thấy. Đó là cái hộp vách trong suốt và nó hiện diện trong cái tuổi thai là từ 17 đến 37 tuần. Và cái vị trí mà các anh chị cũng cần quan trọng đó là cái ngã ba não thất, tức là cái sừng chẩm não thất bên. Thì các anh chị đây là cái vị trí mà mình cần phải đo trong những cái mình đo một cách thường quy ha, tại vì khi những cái giãn não thất thì mình sẽ biết là mình sẽ đo dựa trên cái vị trí đo của cái ngã ba não thất này để mình phát hiện là nó có bị giãn não thất hay không. Thì theo ISUS đo cái vị trí não thất sừng chẩm này á, tức là cái ngã ba não thất này á, mình sẽ đặt cái vị trí con trỏ tiếp xúc ở trong của cái trục và mình vuông góc với cái trục của não thất bên. Mình sẽ vuông góc với cái trục não thất bên và tiếp xúc trong trong, và mình sẽ đặt ngay cái vị trí có thể là đến chẩm hoặc là ngay cái cuộn của cái đám với mạch mạc. Thì theo cái highlight cái hướng khuyến cáo 2020 thì người ta nó đặt ngay cái cuộn của cái đám rối mạch mạc này. Thì như vậy khi các anh chị mặc cắt ngang não thất, các anh chị đã quen thuộc với cái ảnh não thất bên bình thường, thì như vậy một cái ca giãn não thất các anh chị cũng thấy, ví dụ đây là một cái giãn não thất hoặc đây là một cái giãn não thất mà dạng corpuscularis trong cái bất sản thể chai ha, thì các anh chị sẽ thấy hình ảnh giọt nước. Cho nên khi mình đã nhìn quen thuộc với cái hình ảnh bình thường thì vậy mình biết đây là nó bất thường, mình nhận diện được đâu là cái não thất bên, thì mình thấy đây đám rối mạch mạc, như vậy đây là cái não thất, mình phát hiện đây là một cái trường hợp giãn não thất. Rồi cái mặt cắt thứ hai là các anh chị sẽ, đây là mặt cắt đo đường kính lưng đỉnh, các anh chị dịch chuyển chút xíu thì những cái cấu trúc các anh chị cần phải luôn nhận diện đó là đồi thị, hộp vách trong suốt. Hộp vách trong suốt ở đây các anh chị cũng còn thấy cái sừng trán và đây là thung lũng synovial. Thì cái thung lũng synovial thực sự là một cái cấu trúc các anh chị cũng phải rất là để ý. Ở cái thời điểm 22 tuần khi mình khảo sát hình thái học thì các anh chị để ý là nó sẽ có cái hình hộp gần như là cái góc hơi hơi tù, và đến khoảng 24 tuần thì nó dựng lên, nó vuông hơn và sau đó thì nó lõm. Thì đây là một cái dấu hiệu có thể nói gần như là trên siêu âm mà nó giúp cho mình nhận diện những cái bất thường, ví dụ như trong những cái rối loạn phát triển như là nhãn não. Thì đây là một cái ca minh họa, mình quen thuộc với cái hình ảnh cái hộp vách trong suốt ở thời điểm 20, 22, 24 tuần, có nghĩa là nó hơi lõm một chút xíu. Thì các anh chị thấy bên đây là cái hình ảnh hộp vách trong suốt, xin lỗi, thung lũng synovial, nó không có tương ứng với tuổi thai. Cho nên cái việc mà trên cái mặt cắt đồi thị, các anh chị phải luôn để trong đầu là đồi thị hộp vách trong suốt và thung lũng synovial. Thì các anh chị thấy đây là một cái rãnh synovial bình thường so với tuổi thai 22, 24 tuần. Và đây là một cái rãnh synovial nó không phù hợp. Ha, thì mình sẽ phải coi kỹ lại, gọi là mình phải siêu âm lại là siêu âm chuyên sâu hệ thần kinh trung ương, và có thể nhiều khi mình phải làm thêm những cái xét nghiệm cộng hưởng từ. Cái mặt cắt thứ ba thì từ này mình sẽ chết chéo ra phía sau thì mình khảo sát cái vùng hố sau. Thì trên đây các anh chị nhớ rằng cái tiểu não nó sẽ có cái hình ảnh con bướm cánh bướm ha, là hai bên này là hai cái bán cầu tiểu não và ở giữa này là cái thùy nhộng, nó sẽ kết nối ở giữa. Và các anh chị nhớ cái system mặt na là một cái cấu trúc chứa dịch nằm phía sau mà kích thước nó luôn luôn dưới 10 mm trên trên mọi tuổi thai. Và ngoài ra mình trên mặt cắt này mình cũng còn thấy đồi thị hộp vách trong suốt và sừng trán của não thất bên. Thì đây là một cái hình mình focus vô cái hố sau bình thường, mình sẽ thấy đây là tiểu não, hai bán cầu tiểu não thì nhộng ở giữa phản âm nhầy hơn, đây là bể lớn hố sau. Và đây là một cái hình hố sau bất thường có hình ảnh lỗ chìa khóa ha, và trong đây có một cái dạng túi vách ở trong đây, có thể là nang plex hay nó tiểu sản thùy nhộng hay cái andy worker, thì mình sẽ phải thực hiện những cái mặt cắt dọc trên siêu âm hệ thần kinh chuyên sâu. Thì các anh chị lưu ý trên cái mặt cắt tiểu não, các anh chị có một cái thông số các anh chị cần đo, đó là cái nếp gấp da gáy. Thật sự thời điểm hiện nay mình đã sàng lọc quý 1 rất là nhiều bằng cái số âm đo độ mờ da gáy, nhưng vẫn có những một số trường hợp ở quý 1 các anh chị đo NT nó bình thường, nhưng mà đến quý 2 thì các anh chị thấy là cái hình ảnh của cái da gáy nó dài. Thì mình đi xuống dưới ngực thì ISUS họ khuyến cáo các anh chị chỉ cần làm những cái mặt cắt gì, thứ nhất là mặt cắt bốn buồng, thứ hai là mặt cắt buồng thoát thất trái, mặt cắt buồng thoát thất phải và mặt cắt ba mạch máu khí quản. Thì mặt cắt bốn buồng á, thì trên mặt cắt bốn buồng các anh chị cần
gọi là nhận diện những cái gì. Anh chị sẽ coi vị trí của tim có phải nó nằm ở 1/3 trước của bên cái thành ngực bên trái hay không, kích thước tim như thế nào, và mình sẽ nhận diện đầu tiên đó là cái sự đối xứng hai bên đều nhau của tim bên trái và tim bên phải. Chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh morphology của thất trái nằm bên trái, hình ảnh morphology của thất phải nằm bên phải. Chúng ta sẽ nhìn coi cái bát liên thất nó có nguyên vẹn hay không. Một cái rất quan trọng đó là cái gối nội mạc ở đây, chúng ta phải thấy nó nguyên vẹn. Đây là cái hình ảnh tâm nhĩ trái bình thường như thế nào, nó sẽ có ít nhất cái tình hai tĩnh mạch phổi đổ vào. Chúng ta sẽ thấy cái lỗ bầu dục. Thì đây là một cái mặt cắt bốn buồng ha, vừa 2D vừa 4 vừa Doppler, thì các anh chị sẽ nhận diện ra. Thì các anh chị sẽ thấy rằng, ví dụ nhìn đây thì các anh chị sẽ thấy đầu tiên là kích thước tim như thế nào, vị trí tim như thế nào, trục tim như thế nào. Rồi các anh chị sẽ coi hai thất đều nhau, hai nhĩ đều nhau, dạng buồng thất trái bên đây, trái dạng buồng thất phải bên phải. Rồi chúng ta sẽ coi bát liên thất, sự đóng mở của van hai lá, ba lá ha. Rồi đây là cái gối nội mạc, đây lỗ bầu dục, đây là tâm nhĩ phái bình thường, tâm nhĩ trái bình thường với có cái tĩnh mạch phổi đổ vào phía sau. Đó. Và trên đây thì chúng ta cũng sẽ phổ Doppler. Ví dụ bây giờ chúng ta đã quen thuộc với hình ảnh như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái mặt cắt bốn buồng này, chúng ta thấy cái gì? Ví dụ trục tim như thế nào, kích thước tim như thế nào, có vẻ là cái trục này nó xoay gần như là gần 90 độ. Thì chúng ta sẽ thấy đây cái gối nội mạc đây nó không có bình thường, nó bị mất rồi ha. Thì đây là một cái trường hợp kinh nhĩ thất. Hoặc đây là một cái trường hợp các anh chị cũng thấy cái trục tim, đầu tiên mình nhìn vô kích thước tim trục tim như thế nào, rồi dạng buồng thất trái với bên phải hai bên có đối xứng với nhau không, hoàn toàn không có đối xứng gì hết, và chúng ta thấy gần như bên đây là cái tim bên trái nó bị teo ha, và nó dạng như là một cái tim một thất. Đây cũng vậy, có nghĩa là các anh chị đã quen thuộc với cái mặt cắt bốn buồng bình thường thì các anh chị sẽ thấy ra đây là một cái mặt cắt bốn buồng bất thường đó, với một cái dạng kinh nhĩ thất thể không đối xứng. Trên cái mặt cắt bốn buồng tim á, thì các anh chị cần quan trọng một cái nữa là phổi ha. Ví dụ anh chị nhìn đây là một cái trường hợp cái phổi bên trái nó bị phì đại và nó đẩy cái tim sát qua bên thành ngực bên phải, như vậy cái tim nó sai lệch vị trí, đó là do cái phổi nó bị phì đại ha, hoặc đây là nó do bị thoát vị quành, cái tim nó bị destro cardiac thì nó bị đẩy qua một bên chứ không phải là tim nó xoay trục trong những cái bất thường gì thật tim, mà do những cái bất thường ở ngoài nó push vào. Cho nên trên cái mặt cắt bốn buồng các anh chị phải coi vị trí tim là như vậy và coi thêm cái phổi. Bây giờ tiếp là cái mặt cắt buồng thoát thất trái, thì theo ISO các anh chị rất là quan trọng đó là các anh chị đánh giá cái sự liên tục của vách liên thất và đại động mạch, và cái sự đóng mở nhịp nhàng của cái van động mạch phổi, có nghĩa nó không bị dày và nó đóng mở một cách bình thường. Ví dụ anh chị thấy đây là một cái mặt cắt buồng thoát thất trái ha, dạng đây dạng buồng thất trái, dạng buồng thất phải, và đây vách liên thất, thì các anh chị phải nhìn cho quen được với cái hình ảnh thất trái từ đây đi ra cái dạng động mạch mà nó không chia đôi, vì đây là động mạch chủ ha, và anh chị sẽ thấy cái sự liên tục của vách liên thất đại động mạch, sự liên tục của vách liên thất đại động mạch. Đây là một cái hình ảnh rất là quan trọng trên mặt cắt buồng thoát thất trái. Thì khi mà cắt buồng thoát thất trái, một cái điều rất quan trọng là các anh chị lưu ý cái kỹ thuật đó. Thì khi cái mặt cắt buồng thoát thất trái mà với cái vách liên thất nằm ngang cái sống, cái buồng thất phải nằm trên, thì cái động mạch chủ nó sẽ đi lên, nó sẽ đi lên, cho nên cái sống siêu âm nó vuông góc, và chúng ta sẽ nhìn rất là rõ những cái động bất thường, ví dụ như thông liên thất lệch hàng, hay là những cái động mạch chủ cưỡi ngựa vân vân. Thì anh chị thấy đây là một cái thông liên thất lệch hàng, hay là các động mạch chủ cưỡi ngựa đó. Thì các anh chị mà phải cắt ở cái mặt cắt chuẩn thì chúng ta sẽ nhận diện được cái sự liên tục hay là mất liên tục. Cái mặt cắt thứ hai đó là cái mặt cắt buồng thoát thất phải. Thì trên cái mặt cắt buồng thoát thất phải, cái điều rất quan trọng, tại sao mình nói đây là cái buồng thoát thất phải, thì mình đi ra mình thấy một cái động mạch chia đôi, có nghĩa là đây là động mạch phổi, như vậy từ thất phải nó đi ra động mạch phổi, muốn nói đây là động mạch phổi thì phải thấy chia đôi. Cho nên khi các anh chị cắt buồng thoát thất phải thì các anh chị phải thấy ngay cái sự chia đôi, thì đảm bảo đây là một cái trường hợp từ thất phải đi ra động mạch phổi, mà nó có nghĩa là chúng ta có thể loại trừ những cái trường hợp gì hắn bị đại động mạch. Và chúng ta cũng phải để ý cái lá van của động mạch phổi ha, vì các anh chị thấy có những cái trường hợp hẹp van động mạch phổi không dễ chẩn đoán, cho nên chúng ta phải để ý ngoài cái kích thước van nó, cái kích thước động mạch phổi nó nhỏ hay không, chúng ta còn phải để ý cái van nó đóng mở như thế nào. Thì ví dụ đây là cái mặt cắt buồng thoát thất phải ha, thì các anh chị sẽ thấy từ thất phải đi ra, đây là van động mạch phổi, đây là động mạch phổi, và chúng ta thấy ngay là nó chia đôi, đây là động mạch phổi phải và đây là động mạch phổi phổi trái, và đây là động mạch chủ. Thì trong cái khi mà chúng ta cắt hai buồng thoát, một cái điều rất quan trọng là các anh chị sẽ thấy rằng hai cái đại động mạch nó chéo nhau. Đó, ví dụ đây là động mạch
thất trái đi ra, động mạch chủ đi ra, và trên đây thất phải động mạch phổi đi ra, và hai cái các anh chị thấy nó chéo nhau, nó bắt chéo nhau. Vậy thì khi các anh chị thấy rằng không có cái sự bắt chéo từ hai thất đi ra, hai cái đại động mạch nó đi song song như vậy, thì nó là, sẽ chẩn đoán là gì? Thoát vị đại động mạch. Ngoài cái chi tiết là từ thất phải đi ra, các anh chị phải thấy cái động mạch nó chia đôi, thì chúng ta phải thấy cái hình ảnh gọi là hai cái đại động mạch nó đi song song với nhau, hay là nó có cái sự bắt chéo, và khi nó đi song song như vậy thì gợi ý đến một cái là hoán vị đại động mạch. Và cái mặt cắt tim cuối cùng các anh chị cần đánh giá đó là mặt cắt ba mạch máu khí quản, hay là trước đó thì nó sẽ có cái mặt cắt ba mạch máu. Thật sự ba những cái mặt cắt này nó đi gần gần với nhau, thì cái mặt cắt ba mạch máu khí quản thực sự là một cái mặt cắt các anh chị rất là dễ thực hiện. Từ bốn buồng các anh chị chỉ dịch chuyển đi lên phía trên đỉnh đầu chút xíu, không cần xoay trở như là hai buồng thoát, mà anh chị chỉ cần dịch chuyển lên trên đầu chút xíu thì anh chị sẽ ra mặt cắt ba mạch máu. Thì mặt cắt ba mạch máu các anh chị sẽ thấy phía trước này là tuyến ức, đây là động mạch phổi, động mạch chủ. Các anh chị sẽ coi cái sự liên quan giữa ba cái mạch máu đó là gì: động mạch phổi, động mạch chủ và tĩnh mạch chủ trên, và nó sẽ đi theo thứ tự kích thước hơi giảm dần, nó sẽ thành hình chữ V và nó nối nhau. Sau đây là cái ống động mạch, thì anh chị sẽ thấy nó sẽ cái động mạch chủ nó sẽ đi trước khí quản, và anh chị chỉ thấy ba mạch máu mà thôi. Thì đây là cái mặt cắt ba mạch máu khí quản ha, các anh chị thấy động mạch phổi, động mạch chủ, tĩnh mạch chủ trên, và đây là khí quản, nó sẽ theo thứ tự kích thước phổi hơi lớn đến động mạch chủ đến tĩnh mạch chủ trên, và động mạch chủ nó sẽ đi trước, đây là khí quản ha, và hai cái nó sẽ nhập vào hình chữ V. Anh chị cũng sẽ phổ Doppler màu lên để các anh chị thấy cái hình ảnh nó đi cùng màu với nhau. Đây là một cái rất là quan trọng mà nó gọi là chữ V cùng bằng blue hoặc là red tùy theo cái hướng của cái cột sóng ha. Ví dụ đây là cái cột sóng sau thì cái dòng chảy nó đi xa ra trên màu xanh, còn đây cái cột sóng nằm trước thì cái dòng chảy nó đi hướng về thì nó sẽ ra màu đỏ. Thì trên cái mặt cắt bốn và ba mạch máu khí quản này thực sự nó cho các anh chị rất là nhiều thông tin. Ví dụ đây là một cái ca cung động mạch chủ bên phải, nó không phải hình chữ V hoặc mà là chữ U, hoặc là trên đây các anh chị sẽ thấy nó không có, nó hai cái phổ này nó ngược nhau ha, nó không có còn cùng màu. Đây là một cái ca hẹp chủ hội chứng thiểu sản tim trái, và anh chị thấy cái động mạch phổi đây và động mạch chủ đây nó rất là nhỏ, và cái dòng máu nó đi sẽ đi ngược chiều từ bên phổi nó đi qua bên chủ. Cho nên các anh chị quen thuộc với cái mặt cắt ba mạch máu về số lượng, kích thước, sự xếp thẳng hàng như thế nào, thì khi các anh chị thực hiện cái mặt cắt ba mạch máu nó có những cái bất thường thì anh chị sẽ biết được. Rồi các anh chị đi xuống bụng, thực sự đây là một cái mặt cắt mà các anh chị nghĩ rất là đơn giản, nhưng mà thực càng về sau nó càng có càng rất là nhiều thông tin ở đây ha, và nhiều cái các anh chị không để ý. Ví dụ như đầu tiên thì các anh chị cũng phải xác định trái phải để anh chị biết rằng dạ dày bên trái động mạch chủ ha, như cái tầng mà nãy khác xác định sai tớt người đã giới thiệu với anh chị, đây là dạ dày bên trái động mạch chủ nằm trước cột sống bên phải, tĩnh mạch chủ dưới nằm trước bên phải, và anh chị thấy một cái điều là cái tĩnh mạch rốn ở ngoài nó đi vào ha, nó thành tĩnh mạch trong gan mà nó sẽ cong qua đây thành bên đây, nó thành là cái xoang của hệ cửa, thì các anh chị sẽ thấy nó sẽ cong hình chữ G và nó quay về hướng bên phải. Khi các anh chị thấy nó không quay về hướng bên phải, nó quay bên trái là tồn tại tĩnh mạch rốn bên trái, hoặc là nó bị mất cục ở đây thì coi chừng nó thiểu sản hay là bất sản cái hệ cửa, vân vân. Thì sau khi bụng thì các anh chị đi xuống, các anh chị phải coi ngay cái vị trí dây rốn cắm. Thực sự đây là một cái mốc cũng rất là quan trọng, vì các anh chị phải phát hiện những cái gì, những cái thoát vị rốn, những cái hở thành bụng, hoặc những cái lộn bằng quang, hay là những cái tồn tại nang niềng rốn, hoặc ví dụ có những cái bất thường ví dụ như là gì, một là dây rốn một động mạch, thì các anh chị phải phổ Doppler màu lên thì các anh chị mới thấy. Thì trên mặt cắt ngang bụng, ví dụ anh chị thấy đây là một cái hình ảnh bóng đôi dạ dày thông nhau, hẹp trong hẹp hẹp thực hẹp tá tràng, hoặc đây là một cái hình ảnh dạ dày nhỏ đi kèm một cái đa ối, nó rất gợi ý một cái hẹp thực quản. Cho nên trên cái mặt cắt dạ dày các anh chị phải luôn thấy cái cấu trúc của dạ dày, hình ảnh một cái bóng đôi dạ, một cái hình ảnh dạ dày mà thôi. Khi nó nhỏ hoặc khi nó có hình bóng đôi thì nó sẽ gợi ý những cái tắc nghẽn đường tiêu hóa. Đây là một cái ca bị thoát vị rốn mà các chị thấy nó khá là tế nhị, vì cái thoát vị nó là cái ruột nó hơi nhỏ, cho nên nếu chúng ta không có để ý mà chúng ta không có focus ngay cái vị trí dây rốn cắm ha, chúng ta chỉ lướt qua cái bụng và đi xuống cái chậu, thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót một cái thoát vị rốn nhỏ mà chứa ruột, và đặc biệt là khi ví dụ em bé này mà nó nằm úp lại thì các chị thấy rất là dễ sót. Cho nên mình phải đi theo trình tự và mình nhớ ở mỗi cái mốc đó mình phải cần coi cái gì. Còn ví dụ như thoát vị rốn mà cái khối chứa gan như vậy á, hoặc đây là một cái hở thành bụng thì các anh chị sẽ không có sót, nhưng mà những cái thoát vị rốn mà nó chứa một cái chút xíu ruột nhỏ các anh chị có thể bị sót đó. Rồi các anh chị xuống dưới bàng quang thì các anh chị thấy có những cái bất thường bàng quang hệ niệu, ví dụ đây là những cái nang thoát vị nang niệu ha, nó có những cái khối echo trống trong bàng quang vân vân, thì mình nhìn quen thuộc với những cái ảnh bình thường thì khi mình thấy đây mình biết nó là bất thường. Rồi mình tiếp theo là mình sẽ coi chi.
chi trên chi dưới. Ví dụ chi trên các anh chị phải coi xương cánh tay, xương cẳng tay đủ 2 xương hay không, bàn tay đủ xòe 5 ngón hay không. Rồi các anh chị mặc dù routine của cái thời điểm này á, tại các anh chị thấy cái routine của quý 1, quý 2 là cái guideline năm 2011, cho nên là thời điểm này nói là việc đánh giá cái bàn tay từng đếm từng ngón thì không có khuyến, không phải là routine, nhưng mà thật sự Nguyên thấy càng ngày thì cái anh chị thấy là cái yêu cầu của sự ông càng cao. Nếu anh chị là làm ở tuyến trên ha, thì mình cũng phải đếm ngón tay coi bàn tay có xòe hay không, rồi ví dụ như xương đùi xương cẳng đủ 2 xương hay không, rồi bạn cả xương xương cẳng chân, và đặc biệt là các anh chị phải coi cái mối liên hệ của cái tư thế với chi. À, nó có bị co vô người hay nó bị gập hay không, nó có những cái bất thường tư thế mà nhiều khi các anh chị bỏ sót. Anh chị thấy cái điều quan trọng là các anh chị phải coi cái xương đùi, mà anh chị lưu ý dùng Nguyên là cái xương đùi trên, xương đùi dưới nữa ha. Đó, nhiều khi nó bị cái xương đùi dưới đó, cho nên là mình phải luôn để ý. Ví dụ đây là một cái xương đùi cong đó, thì mình thấy vậy mình biết nó bất thường, mặc dù nhiều khi á, mình coi không có, mình không có có coi kỹ, mình có vẻ hơi loáng qua, hoặc là cái xương mà nó bị gãy này nó nằm phía dưới á, thì các anh chị sẽ thấy là nhiều khi mình bỏ sót, mà nhiều khi một cái bệnh lý phức tạp hơn như tạo xương bất toàn chẳng hạn. Ở đây một cái ca bị dính ngón và đa ngón chân, anh chị thấy là nó có 6 cái ngón, vừa dính mà vừa đa ngón ha, cho nên các anh chị phải coi. Hoặc là anh chị thấy những cái tay nó bị chồng ngón, cho nên nó thời điểm quý 2 các anh chị phải luôn thấy cái hình ảnh bàn tay xòe ra. Đó, mà cái tay các anh chị thấy khi mà nó nắm như vậy á, là ngoài cái việc có khi có những lúc nó nắm nhưng mà nó không bao giờ nó chồng lại các anh chị ha. Các anh chị nhìn cái đây là những cái ngón tay nó bị chồng vô nhau overlap, thì nó khác với bàn tay nắm. Cho nên là mình số âm mình phải ý đến xương đùi, xương xương cánh tay, xương cẳng tay đủ hay không, nó có bị khèo vô. Đây là cái tay nó bị khèo rồi mà nó còn thêm nó bị nắm như vậy nữa ha, thì nó sẽ gợi ý mà nhiều khi anh chị thấy là những cái bất thường khá là nghiêm trọng. Đó. Hoặc là ví dụ đa ngón, bây giờ siêu âm ra mà dư ngón tay người ta cũng khiếu kiện mình nữa đó, cho nên ví dụ mình phải để ý đếm ngón. Ví dụ đây là một cái dư ngón sau trục, và đây là một cái tay khèo, tức là cái nhóm bệnh mà bị khuyết cái vùng xương 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 quay ha, thì các anh chị thấy hai cái xương cẳng nó ngắn, cho nên khi mình thấy tay khèo mình nhớ để ý cái vùng xương cẳng này nó có bất thường hay không. Nó rất là nhiều khi nó vô cái hội chứng mà khiếm khuyết cái vùng xương cẳng tay á, là các anh chị thấy ngoài cái tay khèo nó có cái xương cẳng tay nó bị ngắn nữa ha. Và quan trọng Nguyên nhắc anh chị đó là cái tư thế chi. À, đây là một cái ca mà anh chị thấy nó bị luôn ở cái tư thế gọi là nó xếp bằng hoa sen, hoặc đây các anh chị thấy là nó gọi là bệnh lý cứng khớp. Thì nếu mà nó có trên 2 cái khớp thì anh chị thấy là cái khớp gối nó duỗi ra, nó có thể trong cái nhóm akinesia. Cho nên những khi mình siêu âm các anh chị chỉ thấy là đây chân khèo, mà các anh chị không để ý đây là 2 cái chân luôn ở cái tư thế duỗi cố định như vậy, nó sẽ là một cái bệnh lý nghiêm trọng hơn là một cái chân khèo. Nó chân khèo nó tiên lượng nó rất là tốt, nhưng mà anh chị sẽ thấy là mình phải thấy cái chân nó co duỗi chứ nó không luôn luôn duỗi như vậy, thì cái tư thế chi cũng rất là quan trọng. Và cuối cùng thì mình vô cái mặt ha, thì các anh chị thấy trên cái mặt mình cắt là mình sẽ cắt đầu tiên là mặt cắt vành, mình đi từ trên xuống dưới, mình sẽ coi mắt, xương môi trên, rồi mũi, xương hàm dưới ha. Thì ví dụ đầu từ trên mắt thì các anh chị nhớ dùng Nguyên, các anh chị coi nhãn cầu, các anh chị phải luôn luôn cắt mặt cắt gọi là mặt cắt coronal, mặt cắt vành, để anh chị nhìn thấy nó có 2 nhãn cầu. À, với cái khoảng gian hốc mắt mình đo dạng khoảng gian hốc mắt trong như thế nào, khoảng gian hốc mắt ngoài như thế nào, mình sẽ đo để mình phát hiện ra những cái tật mắt xa nhau, những cái mắt gần nhau. Các anh chị cũng phải để ý gì, 2 con mắt, 2 cái nhãn cầu nó có những cái tật mắt nhỏ ha, hoặc là những cái đục thủy tinh thể vân vân, thì như vậy mình phải thực hiện mặt cắt vành để mình coi. Thì ví dụ đây các anh chị thấy nó chỉ có một lỗ mũi ở một cái ca holo lobar thể hiếm gặp. Và anh chị sẽ thấy nè, nó chỉ có một cái lỗ mũi như cái ca này đây, như cái hình vẽ này. Nếu anh chị không coi kỹ cái mũi thì anh chị có thể bỏ sót những cái bất thường rất là tế nhị, tại vì những cái thể đó nó không phải là biểu hiện hồ lô rõ. Rồi anh chị thấy trên mặt cắt vành này, anh chị thấy đây là một cái sức môi thể 2 bên ha. Ở cái gì đây, môi mất, môi trên mất liên tục. Và anh chị đi xuống dưới này, anh chị thấy đây là cái xương, cái cung răng, tức là cái khẩu cái cứng tiên phát nó bị khuyết ha. Bên đây cũng vậy. Cho nên là trên cái mặt cắt vành á, nếu các anh chị nhớ dùm Nguyên, các anh chị hay có cái xu hướng mà cắt đường kính lớn định xong thì chết qua, anh chị coi cái môi thực sự cái đó, các anh chị coi cái mặt cắt chết kiểu đó, các anh chị coi con mắt dưới nó không rõ, và thứ hai á, là anh chị thấy cái môi thôi nhưng cái xương hàm trên rồi trong không đúng. Cho nên các anh chị luôn nhớ mặt theo ai sụt người ta luôn nói mình là mặt cắt vành, đúng mặt cắt vành từ trên mắt xuống dưới, thì các anh chị mới không bỏ sót những cái như như vậy. Thì trên con mắt thì anh chị thấy đây là một cái ca mắt bên đây nhỏ, đây là 2 mắt cùng nhỏ, và đây là tật không có con mắt.
Đó. Cho nên các anh chị thấy không, mình phải coi thật kỹ cái mặt cắt, gọi là mặt cắt coronal, mặt cắt vành, mình coi hai con mắt để đánh giá mắt thật sự nó là những cái bất thường mà nó rất dễ bị bỏ sót, nó không chỉ không cắt mà cắt chuẩn, và những khi nó trong một cái bệnh cảnh rất là phức tạp đó, tiên lượng nó sẽ khác, hoặc là cái mắt nó xa nhau, hoặc là hai mắt gần nhau, cho nên mình phải thực hiện cái mặt cắt cờ rô vành để mình coi những cái bất thường này. Đó, đây là một cái ca bị bong võng mạc rất là hiếm, và đây là một cái ca nó có bị bú mắt. Cho nên cái thật sự mắt là một cái rất quan trọng, mà bây giờ ngay cả khi các anh chị làm hệ thần kinh trung ương chuyên sâu là người ta kêu cũng phải đánh giá mắt, vì nó là một cái bất thường mà nó hay đi kèm, mà nó là những cái bất thường mà khó tế nhị. Và cuối cùng đó là cái mặt cắt dọc. Thì anh chị thấy cái mặt cắt dọc nó rất là quan trọng trên cái mặt cắt vành này, trên mặt cắt Smith-Sagitan. Thì anh chị thấy cần đánh giá ngoài cái việc cái dạng của mặt, cái trán nó có gồ hay không, cái cằm nó có nhỏ hay không ha, anh chị sẽ coi có sự hiện diện của xương mũi hay không, rồi các anh chị coi môi trên ở đây, và chúng ta đây là cái xương hàm trên, và phía sau này thì có thể chai, và dưới này thùy nhọng đi ra sau chút xíu, thì chúng ta sẽ khảo sát cái vùng thể chai, thùy nhọng, hố sau vân vân. Còn phía trước mặt này thì các anh chị cần để đánh giá những cái cấu trúc này cần hiện diện. Thì bây giờ các anh chị quen thuộc mặt cắt dọc giữa rồi, bây giờ anh chị thấy đây là cái mặt cắt nó bị dẹt, hoặc đây là gì không có xương mũi, anh chị cắt đây là xương hàm trên, và anh chị đây xương trán, anh chị sẽ chẩn đoán là một cái bất sản xương mũi, hoặc đây là cái cằm gần như không có tụt ra sau, hoặc là đây là cằm nhỏ. Đó. Cho nên các anh chị thấy rằng nếu mình không cắt mặt cắt Sagittan thì mình sẽ bỏ sót những cái bất thường nhiều khi nó rất là nghiêm trọng, hoặc là những cái chẻ vòm mà trên mặt cắt mặt cắt vành mình thấy cái môi mất liên tục, mình vẫn có thể thấy những cái dấu hiệu cái xương hàm trên nó mất liên tục ha, hoặc nó bị lồi ra trong những cái trường hợp mà chẻ hai bên như vậy, thì trên cái mặt cắt Miss Sagittan các anh chị cũng có thể nghi ngờ đó, nhất là ví dụ như cái ca này mà ví dụ thời điểm 12 tuần 13 tuần là các anh chị cũng nghi ngờ được dựa trên cái mặt cắt Miss Sagittan. Đó, ví dụ đây là một cái ca biến dạng mặt rất là nghiêm trọng ha, cái trán nó dồ ra và cái cầu mũi nó bị dẹt xuống. Tất nhiên khi mình chẩn đoán cái gì là mình phải đi tiếp nhiều cái bất thường đi kèm theo không, và mình phải chẩn đoán gen nó ra được cái hội chứng, không thôi nó sẽ rất là trùng lắp. Và cái này thì cuối cùng là nguyên thêm vào thôi, vì cái guideline của ISO quý 2 á, thì nó chưa có khuyến cáo về các anh chị đo cái chiều dài cổ tử cung. Tuy nhiên trong những cái khuyến cáo gần đây thì nhiều hiệp hội cũng nói là nên có đo, cho nên cũng nhiều nơi người ta đã đo cái siêu âm cổ tử cung. Thì các anh chị cần nhớ thực hiện siêu âm ngã âm đạo, phải đi tiểu sạch, cắt đúng mặt cắt dọc giữa cổ tử cung, có thấy lỗ trong lỗ ngoài ha, và cái sẽ đây là kéo một cái đường từ trong ra ngoài. Đó, còn đây là cái hình ảnh cổ tử cung hình phễu và nó bị ngắn. Thì đó là những cái nguyên đã giới thiệu 20 mặt cắt, nhưng mà thật sự chúng ta thấy rằng hiện nay á, trong những cái siêu âm hình thái, đặc biệt là những cái tuyến dưới, thì nhiều khi chúng ta không có thể làm được đầy đủ như vậy ha, cái đó cũng là cần chuyên sâu. Cho nên theo cái khuyến cáo tổ chức y tế thế giới mà tác giả Abu Hamad cũng có làm một cái gọi là cái nghiên cứu về làm hướng 6 tiếp cận, và gọi là sáu cái tiếp bước 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 sáu bước thôi. Thì các anh chị thấy rằng ví dụ như dị tật thai là nó chiếm khoảng bao nhiêu, nó khoảng 3% đúng không, như vậy khi anh chị chưa có cầm cái máy lên, thai phụ không cần tới gặp các anh chị, 97% là nó bình thường rồi. Dị tật thai nó chỉ có 3% thôi, như vậy cái vấn đề nó không phải dị tật thai mà nó những cái vấn đề khác, những cái biến chứng thai kỳ khác, ví dụ như là chậm tăng trưởng, hay là những cái ngôi bai bất thường, những cái nhau tiền đạo, những cái xuất huyết vân vân, thì cái đó là những cái biến chứng sản khoa nghiêm trọng mà nhiều khi nó làm ảnh hưởng đến cái tỷ lệ tử vong mẹ. Vậy thì bây giờ nếu mình bỏ qua một bên cái gọi là cái tầm soát dị tật thai á, vậy thì trong những cái tuyến dưới khi mình không có cái đủ cái điều kiện về cái con người cơ sở vật chất, thì gọi là six step approach này nó cũng giúp cho anh chị cải thiện được trong cái việc mà cải thiện được cái sức khỏe của mẹ và thai. Thì ông chỉ cần 6 bước thôi. Thì đầu tiên là các anh chị phải xác định ngôi đúng không, ví dụ như ngôi mông chẳng hạn, thì tất nhiên đây là cái cục xanh khó, coi có tim hay không, xác định đa thai hay không, vị trí nhau bán, vì những cái trường hợp mà nhau thấp là nó sẽ ảnh hưởng như vậy là không có xanh được mà phải chuyển lên tuyến trên. Chúng ta đánh giá lượng nước ối, và cuối cùng chúng ta đo cái chỉ số sinh học mà thôi, cái cũng không cần thiết phải làm những cái như 20 step vừa rồi. Thì đây là những cái mà ở những cái vùng tuyến tuyến vùng cao mà các anh chị không có thể tiếp cận được. Thì cái năm nghiên cứu này cũng mới 2016 thì các anh chị, thì giáo sư Ân Mát đã làm nghiên cứu này và cho thấy rằng nó có thật sự nó có hiệu quả, và nó cải thiện được ở những cái nước mà nó gọi là limited resort setting đó, rồi như nghĩ những cái vùng sâu vùng xa các anh chị có thể chỉ đơn giản như vậy thôi.
Thì cái bài trình bày của Nguyên đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các anh chị.